Xin chào Chào mọi mọi người. người. Bây giờ Hồng Kông là 1 giờ chiều rồi. Sau khi đi làm dọn dẹp nhà cửa thì cũng tới 1 giờ luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn trưa nhé. Trưa nay thì mình ăn gì? Không có nấu nướng gì hết cho nên trưa nay mình sẽ ăn natto nhé. Chỉ ăn natto không thôi. Đây. Đây là natto. Mình mới mua ngày hôm chủ nhật đây. Gồm hai loại, loại này màu trắng, loại này màu hồng. Cái màu trắng này là 19 đô bo này, còn cái màu hồng này là rẻ hơn, 17 đô 6. Thì một lốc như vậy thì cái này 19 đô bo thì nó có bo cái hộp nhỏ này. Đây, bo hộp nhỏ mình cho. Bây giờ mình sẽ ăn trưa bằng cái natto này nhé. Đồng thời đó thì sẽ có thêm một bịch sữa Yakult. Đây, buổi trưa của mình hôm nay sẽ có natto và một hộp sữa Yakult nhé. Người ăn trưa cùng với mình nha. Bên trong cái hộp natto mình khui ra thì cái lụa trắng này thì nó có một cái gói nước tương và một gói mastar nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn vào nhé. Cái natto này rất tốt cho sức khỏe luôn, nhưng mà rất ít người ăn được natto này, tại vì nếu như ăn quen thì nó tốt cho sức khỏe, ngon ăn được. Còn nếu như mà ăn không quen á, thì cái mùi này nó giống như mùi tắc thối á, mùi là chiếc tắc mà mình mon cỏ lại không thai chịu mồ hôi ra nó thối, nó hôi đó đó. Thì cái mùi của natto là cái mùi vậy, nó gần gần như vậy đó, nên rất chi là hiếm người ăn được natto này luôn. Mình ăn được rồi là mình rất chi là thích natto này, tại vì nó tốt cho sức khỏe. Vì cái này là bằng họ lồng bằng động lành lên men nhé. Trưa nay mình chỉ ăn natto này thôi và kèm theo là một bịch sữa Yakult, không có nấu cơm gì hết. Thì chồng đi lồn rồi, mình lồn bánh mì kịp lúc sáng, cha chồng mau đang ra sân bay ăn trưa rồi. Mình ở ngoài thì mình chỉ ăn natto thôi để xem thử mình ăn được bao nhiêu hộp nhé. Mình thì mình thích cái lụa trắng này, mình thích cái lụa màu trắng này, nhưng mà cái lụa màu trắng này thì nó hơi đéo một xí. Vỏ hộp là 19 đô bo đây, lụa này đấy. Còn cái lụa màu hồng này thì nó rẻ hơn. Natto nó có nhiều loại lắm, quá trời loại luôn, nhưng mà mình thì mình thích cái loại màu trắng đó. Cho mustard vào nhé, đói bụng. 1 giờ chiều luôn, sáng giờ đã có ăn gì, uống nước chanh mật ong đó. Thì sáng nào mình cũng uống nước chanh mật ong thôi, nhưng mà hôm nay em chồng đi làm mà sớm cho nên mình dặn mình phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng moi theo, tại vì ông ngủ dậy là không có ăn uống một cái thứ gì hết, ngủ dậy là đi làm thôi. Mà lồn tới 2 giờ khuya mới về mà không ăn cái gì hết thì làm sao chịu nổi. Cho nên mình đã chuẩn bị bánh mì kẹp để mong ra sân bay ăn. Thì ổng luôn nói là không cần, nhưng sao mà không cần được, sao không cần, nhịn đúng lắm còn lại đau dạ dày, đau dạ dày sau này đau dạ dày về cũng mình lo chứ ơi lo chứ cũng có chẳng có ơi lo chẳng. Rồi chồng nương tựa nhau nữa. Tốt nhất bây giờ mình chăm sóc cho cẩn thận khổ đau ốm
chịu khó dạy lồn đồ ăn con đi cho sau này khổ đau dạ dày. Đây xong á, mình sẽ ăn đây. Ngon. Cái này thì ăn quá cơm thì là đúng bờ luôn. Còn ăn không thì hơi nó hơi mẹ một chút nha. Nhưng mà không sao, mình thích. Ăn cùng với cơm thì giống bữa đó. Còn ăn không như thế này nó hơi mặn. Ngon. Cái đèn hơi mặn một tí thôi. Bình thường mà mỗi lần ăn cơm mà ăn tô nãy nè chồng mình ổng lồn trước cho mình ăn thôi, tại vì mình lười, mình lười lồn cái này. Cho nên là cứ mỗi lần ăn nó tô là đem nó tô để ra bòn đấy, ở trong mình nó sẽ tự động nó tồn cho mình, tại vì phải đánh lên kìa, cho nước tương vào và cho cái massage vào thì nó đánh đi đâu có ăn được, hay khá mất thời gian. Mình thì mình thích có ăn sáng giọt mình sẽ ăn luôn. Từ ngày mình phát hiện ra mình ăn nô tô được là mình ăn nó biết mình thích nó luôn. Dạ là được. Nước tương vào nhé. Giờ đây là có master mình rất thích cái wasabi và cái master của Nhật lắm, thích ăn wasabi và mấy cái master này của Nhật nó ngon làm sao. Trộn lên nhé. Ăn được là ghiền luôn. Mỗi lần đi y ông là mua natto cứ vậy đó, tự động tới, không cần nhắc nhở gì hết, thôi vợ chồng cứ tự động tới cái quầy bán natto để lựa natto mua về. Hộp này là hộp thứ hai ra nhá. Đây mình ăn đây, mời mọi người nhé. Ngon lắm, tốt cho sức khỏe. Cái mùi, cái vị của
Quý vị mát và mình thích được. Nó không nồng như mùi tọt, nó cay cay. Nó cay ít hơn mùi tọt. Một hộp nem vừa ba đũa cái sang thấy hộp nó to, trời ơi nó phê gì đâu, nó đỏ thiệt. Tiếp hộp nữa nha. Đây là hộp thứ ba. Rồi xong hơi hộp. Giờ tới hộp thứ ba. Ăn thì nhanh, có điều đánh hơi lâu xíu, mất thời gian xíu. Một hộp như thế này đánh xong tôi vừa ba vừa là nó sạch luôn. Cả ngày mình ăn natto có cân cũng được nữa, không cần cái gì hết, chỉ có natto là ăn cùng có cân nè, ok, không đùa quá thịt quá là cái gì đau khổ nữa, chỉ có natto ăn có cân là được. Giống như hồi xưa mình đã nhỏ đó, chỉ có nước mắm tỏi mối lồn là thôi vậy, thái trứng mắm là thèm cân, chỉ cần có cơm nóng ăn cùng với mắm là cả ngày cũng được, không có đùa quá thịt có gì hết. Thì bây giờ qua bên Hồng Kông này thì không có mắm ngon như cái ngoài để ăn, thì phát hiện ra là có cái natto này đây, nó giống như mắm ở nhà hồi xưa của mình đó. Mình lại chọn tiếp nhé, chọn cho cái nước tương và cái master này nó đều vào cái natto này thì ăn nó mới ngon được. Vừa ba thôi là hết hộp natto, trời ơi không phải có mang được natto đâu nha mọi người, thậm chí có người Nhật cũng có người ăn được có người ăn không được, tại vì natto này nó khó ăn, giống như mình nói lúc nãy đó, vì cái mùi hôi của nó mọi người ăn không quen là nó giống như cái mùi thối của chất tắc đó, còn ăn quen rồi thôi ghiền luôn. Như mình đó, đây mình lệ lùa tiếp một hơi để cho nó đỡ. Rồi đỏ có đánh cho tôi ăn thì được chứ tôi lại vừa đánh mau quá đi mệt quá, đánh bò hộp mà thấy mệt rồi muốn ăn nữa nhưng mà lười đánh quá. Cái hộp này lua có hơi hơi nó sạch luôn, nó rõ thiệt.
Sao hộp thứ ba? Muốn ăn nữa nhưng mà lười. Lười trọng quá đi. Thôi, ăn bo hộp đỡ tao cũng được nhá. Rồi quá. Giờ ăn xong rồi giờ sẽ uống bình Yakult này nhé. Lết đều trước khi uống. Trưa nay là bo hộp Natto với lại một lọ sữa da cua. Xong buổi trưa cái natto này rất phù hợp cho những người ăn chay này, hoặc là ăn kiêng, hoặc là giảm cân á, rất là tốt luôn, nhưng mà sợ mọi người ăn không được thôi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau nhé.